Ok, số phụ kiện PC Tú Anh lại xin kính gửi một lời chào trân trọng nhất đến toàn thể anh em và các bác đam mê PCB, đam mê bộ môn súng hơi, súng đen khí, súng bắn đạn trì của em ngày hôm nay. Video ngày hôm nay thì sẽ lên giới thiệu đến cho anh em từ mẫu X10 cho đến mẫu X13. Thì ở đây là những sản phẩm mà anh em đã tin tưởng và là hàng bên shop. Nhận qua thức đó là lắp ráp căn chỉnh gửi xe bên cây. Thì mẫu X10 này là một khẩu PC Condo U thì hiện tại em đang lắp ráp trả hàng anh khách người Bắc Cạn. Mẫu X11 này là của anh khách người Đắk Lắk này. Mẫu X12 là của anh khách người uh, trong thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu X13 là của anh khách người Cam Danh Khánh Hòa. Thì ở đây là những sản phẩm mà anh em đã tin tưởng và đang bên shop thì đổi lại em đã lắp ráp hoàn thiện để trả hàng anh em. Sau khi làm một video ngắn giới thiệu đến cho anh em tham khảo thì em sẽ đóng gói gửi hàng đến từng anh khách một. Thì mặt hàng nào, sản phẩm nào của anh em thì anh em sẽ vào nhận hàng giúp em nhé đấy cây uh, của tất cả anh em uh, đặt hàng thì em đã làm uh, lắp ráp hoàn thiện lên rồi. Thế anh em nào mà uh, yêu cầu trả hàng trên kênh trả hàng trên zalo video đấy thì em đã trả hàng rồi. Còn anh em nào yêu cầu uh, trả hàng trên uh, youtube thì em mới làm video trả hàng trên kênh youtube coi nhé. Có nhé. Còn anh em nào không yêu cầu thì em chỉ quay video trả hàng cho anh em qua đó là zalo đấy. Nên là khi mua hàng thì anh em lưu ý là kết bạn zalo giúp em. Để tránh tình trạng là khi mà mua hàng, anh em uh, nhận hàng cái thì có thể là quay video lại trong quá trình bốc hàng này. Hoặc là em sẽ làm xong, đấy, anh em uh, hàng hóa của anh em xong xuôi thì em sẽ uh, quay video lại trả hàng cho anh em để anh em vào nhận hàng nhé. Tất cả những mặt hàng bên anh em mua bên shop thì uh, đều được bảo hành lỗi 1 đổi một. Và những uh, khẩu này thì em nói luôn là sẽ bảo hành cho anh em lỗi một đổi một khi về anh em không ưng. Còn uh, những cái mặt hàng sản phẩm ví dụ như kính, van bình thì, bảo hành, à, lòng, thì à, bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng còn về cái lòng thì bảo hành cho anh em trong vòng một năm đấy về tình trạng không trụ không nhá đấy, anh em chơi nếu mà có tình trạng không trụ xảy ra thì có thể là đổi lại liên lạc lại shop để đổi lại cấp nhá nên là anh em nào mà đang xem video có nhu cầu mua bán có nhu cầu muốn chơi thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp qua shop qua số điện thoại 0977953382 kia các nhá đấy số đấy thì có zalo anh em có thể là ép zalo kết bạn zalo số đấy em sẽ gửi hình ảnh này video này cấu hình cho anh em tham khảo và lựa chọn anh em có tầm bao tiền thì em sẽ gửi hình ảnh cho anh em cấu hình cây tầm như vậy không nhá đấy có rất nhiều cấu hình để cho anh em lựa chọn anh em có thể là tham khảo trên kênh hoặc là kết bạn zalo để em có thể tư vấn cho anh em nhiều hơn có nhá còn về cách thức vận chuyển hàng thì em cũng nói luôn là về tình trạng gửi hàng này thì hiện tại em chỉ gửi hàng qua hình thức đó là lắp ráp căn chỉnh gửi xe nguyên cây về anh em chỉ việc chơi. Đấy. Gửi xe này thì anh em sẽ là nhận qua hình thức đó là gửi xe. Thì anh em sẽ nhận là một gói hàng nhận nguyên một cây súng luôn. Đấy. Cái này anh em sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước xe, tiền phí vận chuyển, tiền công lắp ráp cái này thì em nói luôn là miền Bắc là 300 ngàn Còn miền Nam là 500 ngàn Lưu ý cái số tiền này anh em cọc luôn tiền trách nhiệm nhận hàng Còn đâu là số tiền của giá trị của cây súng Thì em nhận hàng thanh toán nhá Đấy Mua bán thì anh em lên tìm hiểu thật kỹ đi Bên em là một đơn vị bán hàng Chứ không phải lừa đảo đâu nhá Không uh, lừa đảo của anh em 1 200 nghìn đâu Thì anh em lên tìm hiểu thật kỹ Tham khảo thật kỹ đi Xong rồi hãng điện cho anh em không điện đến lại bảo cọc một hai trăm cái lại bảo lừa đảo này kia thì anh em uh, nói chung là rất chỉ khó nói chuyện anh em nên tìm hiểu thật kỹ đi con nhá. Đấy để là về cách thức uh, giao dịch và mua bán và bảo hành cho anh em. Còn uh, sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em từng mẫu, từng cây một và báo giá công khai từng sản phẩm một. Nên là anh em nào xem video thì uh, kính mong anh em có thể là xem hết video để em cũng nghe em giới thiệu chi tiết từng cây, từng mẫu một cho anh em nhé. Thì uh, đầu tiên em sẽ giới thiệu về mẫu X10. Thì uh, đây là một khẩu PC Condo U. Mẫu này hiện tại đầu năm đầu xuân năm mới em đang bán giảm giá chiên cho anh em với giá là 5 triệu 700 nghìn đấy 5 triệu 700 nghìn thì anh em sẽ nhận được một khẩu PC Condo U như thế này là bình nhôm 0.35 đế bằng khớp U chống xì van cờ đi kết combo khung cò ruột tay cầm gỗ khung là khung tròn à, tay cầm gỗ mô công đấy sơn đen cho anh em Giảm âm bút leo 3 khúc 6 vạch tới nổi. Cành TK cao công Kính ngắm discovery hàng VTJ. Có đèn đồng tâm cho anh em ăn này đêm. Mẫu X10 này hiện tại là 5 triệu 700 nghìn. Anh em miền Bắc là 300 nghìn cước. của anh em miền Nam là 500. Tổi lại thì shop sẽ tặng cho anh em. Đó là 1 kg kẹo trì về chơi cũng nhé. Đấy. 5 triệu 700 này. Tiếp đến là mẫu X11. Thì hiện tại shop đang bán với giá là 7 triệu 200 nghìn. Thì em sẽ được một cấu hình đó là bình nhôm 0 35 Van cờ đi kết bản hộp mở đời mới nhất công ty Huben cho anh em. Có một khung cò ruột tay cầm gỗ, khung là khung tròn, tay cầm gỗ sạc sỡ sơn đen. Giảm âm bút leo 3 khúc 6 vách tên lùi, cành TK một công loại 1 bản 10 không tuyến cho anh em. Kính ngắm Benatmd tâm số hàng chống rung chống giật, chống nhảy tâm, tâm hai số tâm khắc kính các bạn nhá. X11 này là 7.200 này. Tiếp đến là mẫu X12. Thì mẫu X12 là hiện tại shop đang bán với giá là 8 900 000 Đấy em sẽ được một cấu hình đó là bình carbon 0.42 này. Khớp u chống xì này, van cờ đi kết bản chuẩn công ty này. Có một khung cò ruột tay cầm gỗ này, khung là khung vuông xương cá tay cầm gỗ liền khối mô công nhá. À, giảm âm sumo định tâm liền khối. Cành này hiện tại cây này em đang lắp là cành XM88 khương cho anh em. Đấy cành này thì bao cho anh em chơi cự ly làm vùng mồi là trên 100 m luôn các nhá. Kính ngắm benat TMD tâm số này. Mẫu này hiện tại số đang bán là 8 triệu 900 ngàn Đây là mẫu X12 các bác nhé Vẫn được tặng kèm đó là một kem kẹo chì Tiếp đến là mẫu X13 Mẫu X13 này thì hiện tại số đang bán với giá là 9 triệu 900 Thì ở 9 triệu 900 thì anh em sẽ được một cấu hình đó là bình các bon. Khớp U chống xì Van cờ đi kết Combo khung cò ruột tay cầm gỗ Khung vuông xương cá tay cầm gỗ môn công à, Giảm âm sumo định tâm liền khối cực kỳ lên cành là cành XM88 Khương Đấy cho anh em Cành này thì cứ bao cho anh em chơi Cứ đi là trên 100m Lỗi một đổi một cho anh em Kính ngắm là kính ngắm Discovery dòng HS Chống rung, chống giật chống nhảy tâm Tâm số tâm hắc kính cái kính này thì có uh, Đo Có miếng lưới triệt tiêu ánh sáng ở đâu Đấy nhìn trông rất chi hầm hố cho anh em Đấy có đo góc độ bắn cho anh em nhá Đấy cây X13 này là 9 triệu 900 ngàn Là chưa bao gồm nó re thì khách này có lấy thêm một cái laser thì uh, thêm 300 ngàn thì anh anh ấy đã cọc cho em là 600 ngàn rồi còn số tiền còn lại là 9 triệu 900 thì anh sẽ nhận hàng và thanh toán tiền qua nhà xe các nhé đấy có rất nhiều anh em là mua hàng thì uh, có là chuyển khoản 100 thì uh, đổi lại thì em sẽ tặng cho anh em những phần quà ví dụ như là túi chống sốc này hoặc là nhiều phần quà khác các nhá đấy anh em chuyển khoản tin tưởng chuyển khoản thì em sẽ tặng quà cho anh em rất nhiều, nhiều. thậm chí là có thể là tặng cho anh em nguyên một cái bơm luôn đấy nên anh em mua bán thì lên tìm hiểu thật kỹ đi. Bên em bán hàng trên kênh YouTube rất chi nhiều năm rồi, không phải bán một à, hai ngày hay bán thời gian ngắn nên là anh em cứ tìm hiểu, check độ uy tín trên kênh đi. Đấy, có khách mới, có khách quen, có khách lạ, à, nên là anh em nên tìm hiểu thật kỹ trước khi mua nhá. Đấy. Còn à, đây là những sản phẩm mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho anh em để anh em tham khảo. Thì anh em xem video ưng mẫu nào, ưng sản phẩm nào thì có thể gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại em để trên biển kia. The video ngắn ngày hôm nay em cũng xin phép anh em và các bác kết thúc đây xin chào hẹn gặp lại anh em và các bác ở video sau nhé